giá xăng, thứ có thể ảnh hưởng trực tiếp và đe dọa đến vị thế của chính quyền ông Biden trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Có vẻ như đang đi theo chiều hướng có lợi cho ngài Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Tuy nhiên, trong lúc ông Biden cho rằng việc giá xăng giảm đã chứng minh chính sách kinh tế đang có hiệu quả, vì các chuyên gia lại đặt ra câu hỏi rằng giá xăng có thể giảm được bao lâu? Liệu chính sách kinh tế của ông Biden sẽ tiếp tục giữ phong độ cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, khẳng định lại vị thế của đảng Dân Chủ, hay sẽ quay về với mức tăng cũ? Bởi một số tác động có thể bất ngờ xảy ra do mối nguy tiềm tàng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về các vấn đề này trong chương trình Câu chuyện Thế giới trên kênh FBNC. Vào tháng 6 năm 2022, chính quyền ông Biden vẫn còn đang vật lộn khi giá xăng dầu tăng vượt mức 5 đô la Mỹ trên 1 gallon. Nhưng trong 2 tuần qua, giá xăng trung bình ở Mỹ đã giảm liên tục 19 cent. Và kể từ ngày 10 tháng 7, giá xăng đã chính thức giảm xuống còn 4,86 đô la trên 1 gallon. Liệu giá xăng đang có dấu hiệu giảm đi ở thời điểm hiện tại có thể khiến Nhà Trắng thả lỏng hơn? Các quan chức Nhà Trắng cho biết vào hôm ngày 12 tháng 7 rằng giá bán sỉ giảm có thể đẩy giá bán lẻ giảm theo. Cụ thể sẽ giảm 50 cent mỗi gallon trong vài tuần tới. Vào giữa tháng 6, giá xăng tại các trạm đã lên tới đỉnh điểm, trung bình khoảng 5,02 đô la trên 1 gallon. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá đã giảm còn khoảng 4,65 đô la kể từ khi đạt đỉnh. Nhà Trắng cũng cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm và rơi vào mức 4,15 đô la vào khoảng thời gian giữa hoặc cuối mùa hè năm nay. Việc giá xăng dầu tăng vọt có lẽ là một trong những vấn đề quan trọng và cấp bách nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Do giá xăng đã gây lên những hiệu ứng lên thái độ của người tiêu dùng. Sự tăng giá của khí đốt năm nay đi cùng với sự suy giảm trong xếp hạng phê duyệt của Tổng thống Joe Biden. Cụ thể đã giảm còn 39%, thấp hơn khoảng 3 điểm so với cựu Tổng thống Donald Trump tại cùng một thời điểm trong nhiệm kỳ. Chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và khí đốt tăng cao là một trong những yếu tố lớn góp phần vào việc gia tăng lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang phải dừng việc nới lỏng tiền tệ và bắt đầu một chu kỳ thắt chặt ngân sách bằng cách tăng nhanh lãi suất. Nhưng điều đó có thể làm chậm lại nền kinh tế và nếu thắt chặt quá mức, một cuộc suy thoái sẽ xảy ra. Trước đó, Nhà Trắng đã cáo buộc việc tăng giá khí đốt và nguyên nhân lạm phát là do ông Putin tăng giá và cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chính là ngọn nguồn câu chuyện. Nhưng theo các chuyên gia, điều này chỉ đúng một phần. Kể từ thời điểm ông Biden nhậm chức cho đến khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, giá xăng đã tăng từ 2,4 đô la một gallon đến 3,5 đô la. Giá xăng đã tăng lên 40%, vào thời điểm đó vẫn chưa hề có dấu chân của ông Putin. Từ khi xảy ra chiến tranh, giá tăng thêm 1,15 đô la một gallon, tăng thêm 33%. Và lúc này, ta mới có thể cho là việc tăng giá liên quan đến ông Putin. Thị trường năng lượng thế giới đã bị thắt chặt vào đầu năm nay, trước khi cuộc xung đột xảy ra. Các nhà sản xuất dầu và khí đốt vốn đã chịu thiệt hại nặng nề vào năm 2020, khi đại dịch virus corona đã phá hoại các hoạt động kinh tế và buộc các công ty phải đóng cửa một số nhà máy lọc dầu. Sau đó, nền kinh tế phục hồi nhanh hơn dự kiến, nhưng nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung bị cắt giảm đã đẩy giá lên cao. Một số nhà phân tích cho rằng ông Putin đã chọn thời điểm tấn công Ukraine trùng với lúc giá dầu đang tăng cao, do Nga là nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới. Các biện pháp trừng phạt lên Nga nhằm cắt giảm doanh thu bán dầu của Nga, nhưng thực tế, Nga đang chiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh dầu hơn vì giá cả đã tăng cao. Các nhà phân tích cũng không chắc chắn rằng việc giá xăng dầu giảm sẽ kéo dài đến bao giờ. Yếu tố lớn nhất đẩy giá dầu lên cao ở thời điểm hiện tại là do cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Và cuộc chiến này có thể kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Châu Âu đang dự tính cắt giảm việc mua dầu của Nga lên tận 90% vào cuối năm nay. Điều này có thể khiến Nga tăng giá dầu do lượng người mua bị giảm. Nhưng dù do nhiều nước khác tìm đến mua dầu của Nga, thì việc cắt giảm nhu cầu của EU cũng có thể gây tác động lớn đến giá cả do việc khan hiếm nhiên liệu trên thị trường hiện nay.
ông Biden đang cố gắng kéo đòn bẩy để khiến giá xăng dầu tiếp tục giảm. Chuyến đi giữa tháng 7 của ông đến Ả Rập Xê Út và các nước Trung Đông là một bước ngoặt để thuyết phục các nhà sản xuất dầu lớn tạo ra nhiều dầu. Chính quyền ông Biden cũng cho biết các công ty dầu Trung Đông cũng đang làm việc với những công ty năng lượng Mỹ để mở rộng sản xuất. Lạm phát không những đe dọa danh tiếng của ông Biden mà còn có thể chấm dứt quyền kiểm soát của đảng Dân Chủ lên Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Nếu quyền kiểm soát của một hoặc hai viện rơi vào tay đảng Cộng Hòa, thì có khả năng chương trình nghị sự lập pháp của ông Biden sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn. Để có thể thay đổi quyết định của cử tri, giá xăng có lẽ cần phải giảm dưới $4 trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Điều này có thể xảy ra, nhưng kinh tế buộc phải chậm lại và nhu cầu phải giảm xuống. Và không xuất hiện cú sốc nguồn cung nào từ cuộc chiến tại Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt vào Nga. Vào mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập đến việc giá xăng dầu đã giảm, tỷ lệ có việc làm đang tăng lên và tỷ lệ thất nghiệp thấp, để chứng minh rằng chính sách kinh tế và cuộc chiến chống lại lạm phát của ông đang có hiệu quả. Ông Biden đã phát biểu tại Nhà Trắng rằng tỷ lệ thất nghiệp đang ở gần mức thấp kỷ lục là 3,6%. Việc làm tại các lĩnh vực tư nhân cũng đang đạt mức rất cao. Giá xăng dầu đã giảm liên tục trong 25 ngày. Chúng ta vẫn còn có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng tôi tin rằng ta đang có tiến bộ rất đáng kể. Chính sách kinh tế đang có hiệu quả. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá trung bình của cả nước trong một gallon tại Mỹ vào hôm ngày 8 tháng 7 là $4.72, giảm 3 cent so với hôm ngày 7 tháng 7 và 12 cent so với ngày này tuần trước. Trước đó, giá trung bình cho một gallon xăng đã đạt đỉnh $5.01 vào ngày 14 tháng 6. Hiện giá dầu thô đã giảm xuống dưới $100 mỗi thùng trong tuần này, tính từ ngày 11 tháng 5. Trái lại với ông Biden, các chuyên gia vẫn cảm thấy rằng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như thế. Câu hỏi được đặt ra rằng, liệu việc giá xăng giảm có thể kéo dài được bao lâu? Ông Patrick Dehan, chuyên gia phân tích dầu mỏ, chia sẻ với tờ ABC rằng tôi nghĩ rằng lý do giá xăng đang giảm là vì nền kinh tế đang bị chậm lại. Nếu xu hướng đó tiếp tục, thì cuộc suy thoái tiềm tàng sẽ chứng minh vấn đề chính trị đang xảy ra với ông Biden và những đảng viên đảng Dân Chủ trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11. Theo người phát ngôn của Hiệp hội Sản xuất ô tô Mỹ, ông Andrew Cross, nhu cầu xăng trong nước gần đây đang giảm, điều này đã gây ra sức ép lên giá xăng dầu. Khoảng 80% các trạm xăng hiện nay đều đang bán giá với mức dưới $5 một gallon. Nhưng tháng 7 thường là tháng nhu cầu gia tăng nhiều nhất, khi đây là tháng du lịch và người Mỹ bắt đầu ra khỏi nhà nhiều hơn. Vì vậy, xu hướng nới lỏng giá chỉ có thể kéo dài trong khoảng thời gian ngắn. Theo các chuyên gia, đây chỉ là sự an ủi nhẹ, bởi giá xăng trên toàn nước Mỹ năm nay đang cao hơn $1.67 so với năm ngoái. Vậy nên, tình hình giá cả sẽ có khả năng tăng trở lại vì mùa lái xe vẫn còn dài ở phía trước. Giá xăng năm 2022 vẫn có xu hướng cao hơn so với giá của 3 năm qua. Dù có sự suy giảm vào cuối tháng 6 và vào đầu tháng 7, tuy nhiên, ngay cả ở những bang có giá thấp nhất thì giá vẫn cao hơn mức $4. Theo dữ liệu mới nhất của cơ quan thông tin năng lượng, nhu cầu khí đốt hiện đang ở mức 8,93 triệu thùng trên một ngày, thấp hơn mức năm ngoái là 9,11 triệu thùng trên một ngày tính vào cuối tháng 6. Ngược lại, tổng dự trữ xăng trong nước tăng 2,6 triệu thùng lên 221,6 triệu thùng. Những động lực cung cầu này, cùng với việc giá dầu giảm, đã đẩy giá tại các trạm xăng xuống thấp hơn. Nếu xu hướng này tiếp tục, thì có thể giúp người tiêu dùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn về giá cả. Tuy nhiên, việc nhu cầu có thể gia tăng trong tháng 7 có thể buộc giá trung bình tăng trở lại gần với mức $5. Ngoài ra, khả năng cung cấp dầu ở Ả Rập Xê Út hiện nay vẫn chưa chắc chắn, bởi trước đó, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã nhấn mạnh rằng công suất ở các nước Trung Đông hiện tại vẫn chưa ở mức đạt yêu cầu như đã suy đoán trước đây. Sự tiết lộ này đã làm xáo trộn thị trường năng lượng, chỉ vài ngày trước khi Nhà Trắng cố gắng thuyết phục các nước Trung Đông sản xuất dầu để tăng sản lượng.
Điều này hứa hẹn sẽ xảy ra nhiều bất ổn hơn trong những tháng còn lại của năm 2022 ở khu vực hai bên bờ Đại Tây Dương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Đừng quên chia sẻ quan điểm của quý vị về câu chuyện ngày hôm nay. Và hãy bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những câu chuyện thế giới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!